Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh tin tức của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những sự kiện đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng đến với phần điểm tin nổi bật. Nga NATO dàn hỏa lực đun sôi Kaliningrad. Ba Lan thừa nhận quân NATO đã đến Ukraine. Tiết lộ vũ khí nhìn thấu mọi hành động khiến Ukraine thất thủ ở Avdiivka. Dộ tin chỉ huy hải quân hàng đầu của Nga bị mất chức. Vừa rồi là phần điểm tin quốc tế nổi bật, sau đây là nội dung chi tiết. Trong khi NATO di chuyển tên lửa phòng không Patriot đến gần biên giới Nga, hạm đội Baltic của Hải quân Nga đã tổ chức huấn luyện tấn công bằng tên lửa Iskander-M ở vùng Kaliningrad giáp với biển Baltic. Hãng thông tấn Anadolu dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 9 tháng 3 cho biết, các đơn vị thuộc hạm đội Baltic đã tiến hành huấn luyện về kiểm soát hỏa lực, tấn công của hệ thống tên lửa chiến thuật và chiến dịch Iskander-M tại một trong những cơ sở huấn luyện ở khu vực Kaliningrad. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các đơn vị tham gia đã được huấn luyện tất cả các giai đoạn, bắt đầu từ việc triển khai tới khi hoàn thiện và ngụy trang hệ thống. Trong quá trình huấn luyện, sau khi nhận tín hiệu báo động, các quân nhân nhanh chóng cơ động tới địa điểm được chỉ định. Bắt đầu công tác chuẩn bị cho việc vận hành các bệ phóng tự hành, tổ chức liên lạc với chỉ huy, tiến hành ngụy trang và canh gác địa điểm đóng quân. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết, các đơn vị đã thực hiện thành công đợt huấn luyện và đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cần thiết. Hệ thống tên lửa chiến thuật và chiến dịch Iskander-M được thiết kế để tấn công các mục tiêu của đối phương ở chiến trường, gồm hệ thống tên lửa, hệ thống rocket đa nòng, pháo tầm xa và vị trí chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc cũng như máy bay, trực thăng. Hệ thống này có độ chính xác và khả năng cơ động cao, có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu khác nhau trong khoảng cách lên tới 500 km. Kaliningrad hiện là một trong 46 khu vực hành chính của Nga, nhưng là khu vực duy nhất không có biên giới trên bộ với các khu vực khác của nước này mà giáp với biển Baltic về phía Tây và nằm kẹp giữa Litva, Ba Lan, hai nước thành viên NATO. Với vị trí địa lý của mình, Kaliningrad được coi là một hàng không mẫu hạm không thể chìm, bổ sung đáng kể vào chiều sâu chiến lược của Nga. Vì vậy, các cuộc tập trận quân sự ở Kaliningrad là một tín hiệu cho thấy khả năng của Nga và là một cách để gây thêm áp lực lên phương Tây. Trong một diễn biến liên quan tới khu vực Baltic, tại cuộc họp báo ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Arvydas Anušauskas cho biết vào cuối năm nay, hệ thống tên lửa đất đối không Patriot sẽ được vận hành tại nước này. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Litva, các nước thành viên NATO đã đồng ý tạo dựng một hệ thống luân phiên mà trong đó các nước đồng minh sẽ triển khai hệ thống phòng không tới các nước vùng Baltic trong một khoảng thời gian. Ông Anušauskas không nêu rõ nước phương Tây nào tham gia vào đợt lắp đặt hệ thống phòng không đầu tiên ở Litva, nhưng nói rằng thiết bị này bao gồm hệ thống tên lửa đất đối không Patriot và nó được cung cấp bởi đồng minh châu Âu chứ không phải Mỹ. Theo tờ Newsweek, một số nước châu Âu đã bày tỏ quan ngại rằng cuộc chiến của Nga và Ukraine cuối cùng có thể dẫn đến xung đột lớn hơn giữa Moscow và NATO. Trong những tháng gần đây, liên minh quân sự này đã thực hiện một số bước để củng cố hệ thống phòng thủ dọc biên giới phía đông, bao gồm việc tiến hành huấn luyện vào mùa xuân cho hơn 90.000 quân đến từ tất cả 32 quốc gia thành viên ở các quốc gia có chung biên giới với Nga như các nước vùng Baltic và Ba Lan. Căng thẳng giữa Moscow và phương Tây vẫn ở mức cao trong suốt cuộc chiến ở Ukraine, quốc gia rõ ràng là được các thành viên NATO ủng hộ. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã đổ lỗi ảnh hưởng của liên minh này đối với chính phủ Ukraine và một trong những lý do khiến nước ông bị ép buộc tham chiến. Ông Putin cũng nói rằng cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm không thể kết thúc cho đến khi Ukraine đồng ý giữ thái độ trung lập. Phía Điện Kremlin thì cáo buộc phương Tây kéo dài cuộc chiến ở Ukraine bằng cách củng cố khả năng quân sự của Kiev, đồng thời cảnh báo vào cuối tháng trước rằng NATO sẽ vượt quá giới hạn nếu các thành viên của khối này gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine. Chủ đề khả năng hiện diện của quân đội NATO tại Ukraine đã trở thành làn sóng phản ứng trái chiều trong thời gian gần đây. Khởi nguồn từ phát ngôn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào ngày 26 tháng 2 tại hội nghị của 20 quốc gia phương Tây. Tại hội nghị, Tổng thống Macron nói rằng không loại trừ khả năng điều động lực lượng trên bộ của các nước phương Tây tới Ukraine. Sau hội nghị, đại diện của đa số các nước tham gia hội nghị nêu trên tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gửi quân đến Ukraine và thậm chí còn phản đối việc tham gia các hoạt động quân sự chống lại Nga. Bình luận về phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói rằng nếu phương Tây điều quân tới Ukraine, một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Liên bang Nga sẽ khó tránh khỏi. Bên cạnh quan điểm phản đối từ đa số quốc gia đồng minh, mới đây Ba Lan lại bày tỏ quan điểm ủng hộ ý tưởng của ông Macron. Trong bài phát biểu ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng kịch bản phương Tây điều quân tới Ukraine để ngăn chặn quân đội Nga không phải là điều không thể nghĩ tới. Tới ngày 10 tháng 3, câu chuyện binh lính NATO hiện diện ở Ukraine đã không còn dừng lại ở khả năng có thể gửi quân khi mà điều này chính thức được xác nhận bởi Ba Lan. Cụ thể, ngày 10 tháng 3, phát biểu tại hội nghị kỷ niệm 25 năm Ba Lan trở thành thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Ngoại trưởng Ba Lan, ông Radoslaw Sikorski cho hay,
quân nhân thuộc các nước NATO đã có mặt ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Skopsky không nói rõ quân nhân của quốc gia nào. Trong tuyên bố của mình, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết, binh sĩ từ các quốc gia NATO đã có mặt ở Ukraine. Tôi muốn cảm ơn đại diện của các quốc gia đang chấp nhận rủi ro này. Họ biết họ là ai. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto nói Pháp, Ba Lan không có quyền lên tiếng thay cho các quốc gia NATO trong vấn đề điều binh sĩ đến Ukraine. Ông cảnh báo động thái như vậy chỉ làm leo thang căng thẳng và ảnh hưởng mọi nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev. Bình luận về phát biểu của Ngoại trưởng Ba Lan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 10 tháng 3 nói với tờ Izvestia rằng NATO không có lý do gì để phủ nhận điều đó nữa. Trước đó, Mỹ, Đức, Anh, Ba Lan, Cộng hòa Séc và nhiều nước châu Âu khác tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine. Lãnh đạo các nước này cho biết họ không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Dẫu vậy, Pháp những ngày gần đây lại đang dục dịch cho kế hoạch lập liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Dejonne trong ngày 8 tháng 3 đã có mặt tại Lithuania, nơi ông gặp gỡ những người đồng cấp đến từ ba nước Baltic và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba để củng cố ý tưởng rằng quân đội nước ngoài cũng có thể hỗ trợ Ukraine. Tại cuộc họp, ông Dejonne nói, không đến lượt Nga chỉ cho chúng ta biết chúng ta nên giúp đỡ Ukraine như thế nào trong thời gian tới. Nga không có quyền chỉ đạo cách chúng ta hành động hoặc đặt ra các làn danh đỏ. Chúng ta tự mình quyết định điều đó. Theo Ngoại trưởng Pháp, quân đội các nước châu Âu có thể hỗ trợ Ukraine giả pháo bom mìn. Trong cuộc họp, ông Dejonne liên tục đề cập đến khả năng này và nhấn mạnh rằng điều đó đồng nghĩa với việc đưa một số lượng quân tới, nhưng không phải để chiến đấu. Phản hồi lại đề nghị của ông Dejonne, các bộ trưởng vùng Baltic đã ca ngợi Pháp có tầm nhìn. Ngoại trưởng Lithuania Landsbergis đã nhắc lại lời ông Dejonne, chúng ta phải vạch ra làn danh đỏ cho Nga, chứ không phải cho chính chúng ta. Không thể loại trừ bất cứ hình thức hỗ trợ nào cho Ukraine. Chúng ta cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine ở bất cứ nơi nào cần thiết nhất. Ngoại trưởng Estonia thì nói rằng, chúng ta đích thực cần một cách tiếp cận khác, một sáng kiến khác để tiến về phía trước trong vấn đề hỗ trợ Ukraine. Vị ngoại trưởng cũng nhấn mạnh, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa, chúng ta phải làm mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và chúng ta phải thực hiện các quyết định đã được đưa ra. Còn Ngoại trưởng Latvia Karinits thì bày tỏ ý kiến rằng, Ukraine hiện cần những thứ thiết thực như vũ khí, đạn dược và huấn luyện cho binh sĩ. Dường như, chỉ riêng ba nước Baltic gồm Estonia, Lithuania và Latvia, những quốc gia đang lo ngại trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga sau thành công ở Ukraine, tỏ ra cởi mở hơn với ý tưởng của ông Macron. Phản ứng trước thông tin Pháp lập liên minh các nước có khả năng đưa quân tới Ukraine, ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia Nga về các vấn đề quốc tế, cảnh báo Paris đang đùa với lửa. Theo ông Slutsky, Tổng thống Pháp đã không từ bỏ ý tưởng đối đầu trực tiếp giữa quân đội NATO và Nga, bất chấp lập trường của đa số các đối thủ châu Âu. Ông Slutsky đồng thời gọi ý tưởng thành lập liên minh đưa quân tới Ukraine là quyết định tự kết liễu và cho rằng nó chỉ có thể nhận được sự ủng hộ từ phía các nước Baltic, những phía không muốn mất vị thế dẫn đầu trong cuộc đua bài Nga. Trong khi đó, ông Yuri Hempel, lãnh đạo Ủy ban Đối ngoại và quan hệ giữa các sắc tộc thuộc chính quyền bán đảo Crimea, gọi liên minh mới gồm Pháp và các nước sẵn sàng điều quân đến Ukraine là hành động xâm lược. Phó đại diện thường trực của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cũng đã xác nhận Moscow đã yêu cầu Hội đồng Bảo an tổ chức phiên họp để thảo luận ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai các binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tới Ukraine. Ông Polyansky tuyên bố Moscow muốn biết thêm về những ý tưởng đầy rẫy sự khởi đầu cho Thế chiến thứ ba. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cảnh báo thảm kịch đối với bất cứ nước thành viên NATO nào đưa quân tới Ukraine. Trong diễn biến liên quan, cùng ngày hãng tin TASS dẫn lời Igor Kimakovsky, cố vấn cho lãnh đạo vùng Donetsk ở miền đông Ukraine cho biết, các cơ quan tình báo Nga cũng vừa phát hiện một nhóm lính đánh thuê nước ngoài tại hai khu định cư Tonenkoiv và Orlovka, gần thành phố chiến lược Avdiivka. Theo ông Kimakovsky, những dữ liệu ghi âm trực tiếp cho thấy các đại diện của Ba Lan và Georgia đang hoạt động tại khu vực trên tiền tuyến này. Giới chức Ba Lan và Georgia hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Mới đây, cơ quan tình báo Đông Âu Nexta tiết lộ một tin tức đáng báo động liên quan đến việc Nga đang tăng cường sản xuất một loại vũ khí làm mưa làm gió trên chiến trường. Loại vũ khí này đã được Nga đẩy mạnh sử dụng, gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Ukraine và có thể thay đổi thế trận trong xung đột ở tiền tuyến. Cụ thể, ngành quốc phòng Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vũ khí có sức tàn phá khủng khiếp FAB-1500M54 với trọng lượng 1,5 tấn. Quả bom này có khả năng tạo ra hố sâu địa ngục tương đương với chiều cao của một tòa nhà dân cư 20 tầng. FAB-1500 là mẫu bom thông thường mạnh nhất mà Nga sản xuất và nay được cải tiến thành bom thông minh có phần giống như tên lửa. Justin Brown, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI nhận định, Nga sở hữu một lượng lớn những quả bom thông thường như FAB-1500. Vấn đề chỉ là sản xuất bộ kit giúp chuyển đổi thành bom thông minh. Hãng tin CNN cũng nhận định,
F-35-1500 là một ví dụ khác về việc Nga không ngừng thích ứng, cải tiến vũ khí nhằm tạo đột phá trên chiến trường. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin về việc không quân bắt đầu sử dụng bom F-35-1500 sau nhiều tháng thử nghiệm vào tháng 9 năm 2023. Bom F-35-1500 sau khi được tích hợp bộ kit dẫn đường có thể tấn công chính xác mục tiêu trong phạm vi 5m. Tương tự, một số hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy loại vũ khí xuất hiện ở chiến trường vùng Donetsk có sức công phá rất lớn. Quả bom phá hủy nhà máy vũ khí, các công sự mà Ukraine thiết lập. F-35-1500 bay tới mục tiêu bằng đôi cánh và hệ thống dẫn đường tích hợp sẵn. Sức mạnh hủy diệt của loại vũ khí này được xác nhận khi một binh sĩ đến từ lữ đoàn số 46 của không quân Ukraine đã chia sẻ ở tiền tuyến vùng Donetsk vào tuần trước rằng: "Trước đây, chúng tôi chỉ phải đối phó pháo binh Nga, nhưng đối phương giờ đây tấn công dữ dội hơn, sử dụng sức mạnh không quân, đặc biệt là bom F-35-1500. Đồng thời, vị binh sĩ này khẳng định rằng, vì sao Nga lại sử dụng bom hạng nặng như F-35-1500? Vì thiệt hại gây ra là rất lớn. Binh sĩ này cũng nói thêm rằng, nó cũng ảnh hưởng đáng kể tới tinh thần chiến đấu của các binh sĩ. Trước đây, Nga cũng đã sử dụng các mẫu bom lượn như F-35-250 hay 500 và đến nay là F-35-1500. Yuri Inat, phát ngôn viên không quân Ukraine từng nói rằng, trong trận chiến ở Avdiivka, Nga từng ném tới 250 quả bom dẫn đường chỉ trong 48 giờ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cũng đến thăm nơi sản xuất loại bom này. Báo chí Nga vào thời điểm đó nói rằng, việc sản xuất loại bom này đã bắt đầu từ khi xung đột nổ ra. Ngay từ tháng 11 năm 2023, người đứng đầu lực lượng không quân Ukraine Mykola Oleshchuk đã nêu quan ngại về những dấu hiệu cho thấy Nga đã sẵn sàng triển khai quy mô lớn F-35-1500. Thực tế, các nguồn tin quân sự chỉ ra rằng, việc triển khai loại bom này lần đầu tiên diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Nó được chuyển giao thông qua Su-34 của Nga, một máy bay chiến đấu đa chức năng nổi tiếng với khả năng phóng nhiều loại đạn dược cao cấp. Tổ hợp Patriot được cho là vũ khí phòng không duy nhất có thể đánh chặn các chiến đấu cơ Nga mang bom lượn, nhưng Ukraine ước tính chỉ sở hữu 3 tổ hợp. Mỗi tổ hợp có từ 4 đến 8 xe phóng. Hãng truyền thông Telegraph dẫn hai nguồn tin Nga cho biết, ông Nikolai Yevmenov, tư lệnh hải quân hàng đầu nước Nga, đã bị bãi nhiệm và thay thế bởi ông Alexander Moiseev, tư lệnh hạm đội phương Bắc. Nguyên nhân cho sự thay đổi này chưa được tiết lộ. Trước đó, vào tháng 2, các blogger quân sự Nga cũng tiết lộ Moscow đã sa thải chỉ huy hạm đội Biển Đen là ông Viktor Sokolov. Cục thông tin Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố nhân sự mới và giữ nguyên thông tin đô đốc Nikolai Yevmenov là tổng tư lệnh hải quân. Phòng báo chí của Hải quân Nga lẫn Bộ Quốc phòng Nga đã từ chối bình luận liệu ông Yevmenov từ chức hay chưa. Tuy nhiên, hãng truyền thông Fontanka dẫn nguồn tin trong Hải quân khẳng định Moiseev sẽ sớm được bổ nhiệm làm tư lệnh chính thức của Hải quân với đầy đủ quyền hành, không chỉ là tư lệnh tạm quyền. Được biết, ông Yevmenov giữ chức tư lệnh Hải quân Nga từ tháng 5 năm 2019 sau khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng phát. Ông đã bị Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu EU và một số nước khác áp lệnh trừng phạt. Còn ông Moiseev được đào tạo trở thành thủy thủ tàu ngầm dưới thời Liên Xô. Vào năm 1998, ông được ghi nhận là người đã bắn những vệ tinh thương mại siêu nhỏ đầu tiên vào không gian từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà ông chỉ huy. Ông Moiseev là chỉ huy hạm đội phương Bắc của Nga, đóng tại Bắc Cực từ năm 2019. Sau cuộc cải tổ hải quân tháng 12 năm 2023, vị trí tổng tư lệnh hải quân trở thành lãnh đạo cao nhất của tất cả 4 hạm đội Nga, gồm hạm đội phương Bắc, hạm đội Baltic, hạm đội Biển Đen, hạm đội Thái Bình Dương cùng hải đoàn Kaspi. Vị trí này được bổ nhiệm bởi tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang là tổng thống Nga. Trong giai đoạn 2009-2012, mỗi hạm đội được đặt dưới quyền các tư lệnh quân khu. Hải quân Nga trong 2 năm qua liên tục chịu tổn thất nặng nề trên Biển Đen vì những đòn tập kích của Ukraine bằng tên lửa chống hạm và chiến thuật xuồng cảm tử không người lái. Trong giai đoạn 2022-2023, Nga ghi nhận ít nhất 16 tàu chiến trúng tập kích của Ukraine, trong khi phía Kiev tuyên bố đã vô hiệu hóa 40 chiến hạm và tàu thuyền thuộc hạm đội Biển Đen của Nga, tương đương nửa lực lượng hạm đội từ khi xung đột giữa hai nước bùng phát. Hạm đội Biển Đen phải rút dần khỏi Crimea, di chuyển lực lượng xa hơn về phía đông. Thiệt hại gần nhất của Hải quân Nga là chiến hạm Sergei Kostov thuộc hạm đội Biển Đen, bị đánh chìm khi đang hoạt động gần eo biển Kursk giữa vùng Krasnodar của Nga và bán đảo Crimea. Chiến hạm trị giá khoảng 65 triệu đô la Mỹ thuộc lớp tàu tuần tra cỡ lớn đề án 22160, chuyên làm nhiệm vụ tuần tra, giám sát và bảo vệ trên các vùng biển. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức nóng hổi được cập nhật liên tục theo thời gian thực. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.